Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Cũ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một bộ mẹ con các bạn. Mẹ xin dẫn cái xin. Đây cái xin đúng nút. Sải tích nghiêm chỉnh cái xin nha các bạn. Sải tích nghiêm chỉnh nè. Rúng nè thấy không? Rúng yếm nghiêm chỉnh. Sải tích nghiêm chỉnh, rúng yếm nghiêm chỉnh các bạn. Không lan giá nha. Cái xin này quyền bò nè, thấy rằng rúng không? Cái này vũ hết biết. Yếm về cui. À, xây mặt xây lưng nghiêm chỉnh quyền một màu à, cái xin còn các bạn. Cái xin này thì cao 1m bò đích cao 1m5 mẫu đẹp nha. Cái xin này sao này lên mẫu đẹp nha anh em, quyền một màu không lan giá nè. U nút mà mẹ nuôi con rất là giỏi. Cái xin mát sữa bò mẹ nè các bạn. Bò mẹ dẫn cái xin là lứa 3, mẹ rúng lường chiền bún vú đều à. Dẫn cái xin lứa 3. Bò mẹ cao 1m25, bò đích cao 1m32. Quyền bò không lan giá. Đó, mẹ bơm ba bê được 1 tháng 13 ngày các bạn. Bò mẹ bơm ba bê được 1 tháng 13 ngày lứa 4. Dẫn cái xin là lứa 3. Giá 29 triệu bộ mẹ con này các bạn, 29 triệu nha. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video à, hai mẹ con chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Hai mẹ con dàn chân móng đều hoàn thiện hết à, giá 29 triệu bộ mẹ con này các bạn. Mẹ cao 1m25 bò, đích thì cao 1m32. Sải tích hai mẹ con nghiêm chỉnh không lan giá. Mẹ đúng chiền. Đó, lông đuôi một chùm bao lòi đầy đủ cho anh em luôn nha. Mẹ quyền một màu không lan giá nha các bạn. Đó chân móng sò nè. Qua đen lông đuôi một chùm gần phết đất. Đó. Mẹ bơm ba bê được khoảng 13 ngày các bạn. Bà mẹ bơm ba bê được một khoảng 13 ngày. Bơm ba bê lứa 4. Dẫn cái xin là lứa 3. Cái xin này sau này lên mẫu cực kỳ đẹp nè các bạn. Giá 29 triệu bộ mẹ con này các bạn. 29 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn trực tiếp số điện thoại của chú bò, mình comment dưới màn hình video đó. Rúng yếm sải tích nghiêm chỉnh chân móng đều hoàn thiện hết các bạn đó. Mẹ bơm ba bê được một tháng 13 ngày lứa 4. Dẫn cái xin lứa 3. Mẹ cao 1m25 bò, đích cao 1m32. Dẫn cái xin giá 29 triệu bộ mẹ con này các bạn, 29 triệu. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là bộ mẹ con cái xin chủ báo giá là 29 triệu, bao lòi đầy đủ cho anh em luôn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.